Quý vị đang đến với phần cuối cùng của bản tin tối ngày 30 tháng 5 trên kênh FBNC. Thưa quý vị, Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam. Trong danh sách này, hàng loạt tên tuổi mới xuất hiện và được Forbes vinh danh. Danh sách năm 2017 xuất hiện nhiều tên tuổi mới, là những doanh nghiệp đang trong top dẫn đầu của nhiều ngành kinh tế như Vietjet, Sabeco, Petrolimex, Novaland, với giá trị vốn hóa hàng tỷ đô la Mỹ. So với năm ngoái, danh sách năm nay có 12 doanh nghiệp mới được vinh danh. Dữ liệu thống kê cho biết 50 công ty trong danh sách năm nay chiếm trên 60% giá trị vốn hóa của hai sàn HSX và HNX, tương đương tỷ lệ năm trước. Ngành xây dựng bất động sản xuất hiện nhiều đại diện do năm qua thị trường bất động sản giao dịch sôi động. Trong khi đó, xuất nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh khiến nhiều công ty trong ngành phụ trợ như logistics đạt kết quả kinh doanh khả quan. Ngược lại, lĩnh vực dầu khí, cao su tự nhiên vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, khiến cả hai ngành không có công ty nào trong danh sách. Danh sách được Forbes Việt Nam thực hiện theo phương pháp xếp hạng công ty niêm yết của Forbes Mỹ, có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho hay hiện thành phố còn tới 14 trên 20 suất hỗ trợ khởi nghiệp với trị giá là 2 tỷ đồng một suất. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ chọn được 6 nhóm phù hợp với tiêu chí của chương trình để hỗ trợ kinh phí. Thông qua quá trình sàng lọc hồ sơ thì trong kế hoạch hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng một start của Sở Khoa học Công nghệ, hiện trong 20 suất như dự tính thì Thành phố Hồ Chí Minh mới chọn được 6 nhóm đáp ứng tiêu chí của chương trình và còn tới 14 suất hỗ trợ cho các start-up. Các dự án khởi nghiệp được hỗ trợ kinh phí thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu, công nghiệp hỗ trợ và 9 nhóm ngành dịch vụ của Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển hoặc các lĩnh vực khác có tiềm năng mang lại hiệu quả cao. Ngoài hỗ trợ về kinh phí, thành phố còn cam kết hỗ trợ về đầu ra sản phẩm cho các startup tham gia chương trình. Theo đề án thì các dự án khởi nghiệp tham gia chương trình sẽ được tuyển chọn thông qua các cuộc thi về đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, phối hợp tổ chức hoặc từ các dự án khởi nghiệp đăng ký trực tiếp từ Sở Khoa học Công nghệ Thành phố. Savills Việt Nam mới đây đã được vinh danh chiến thắng tại giải thưởng bất động sản châu Á Thái Bình Dương 2017. 2018 Asia Pacific Property Awards tại hạng mục Công ty tư vấn bất động sản tốt nhất Việt Nam. Sự kiện trao giải vừa diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 5 tại Bangkok, Thái Lan. Giải thưởng bất động sản quốc tế International Property Award và giải thưởng khu vực Asia Pacific Property Award dành cho các chuyên gia bất động sản trong lĩnh vực nhà ở và thương mại trên khắp thế giới. Đại diện Savills Việt Nam cho biết đây là một trong những cuộc thi mà đơn vị này liên tục giành giải kể từ năm 2010. Năm nay, Savills Việt Nam đã tranh tài cùng các ứng cử viên xuất sắc nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương để được vinh danh tại hạng mục Công ty tư vấn bất động sản và đại lý bất động sản. Giải thưởng Công ty tư vấn bất động sản tốt nhất ghi nhận những đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ xuất sắc cùng những giá trị đi kèm tối ưu cho khách hàng trong các phân khúc bất động sản, tôn vinh những công ty có các dịch vụ xuất sắc và đa dạng cũng như tình hình hoạt động tốt nhất trong suốt một năm vừa qua. Chiến thắng ở hạng mục này với danh hiệu 5 sao tại Việt Nam, Savills sẽ tiếp tục được đề cử tranh tài cùng các công ty chiến thắng đồng hạng khác trong khu vực Ả Rập, Châu Phi, Châu Âu, Anh, Caribe, khu vực Trung và Nam Mỹ, Canada và Mỹ để giành giải World Best sẽ được công bố và trao thưởng tại London của Anh vào tháng 12 năm nay. Thưa quý vị, Canada luôn được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu về việc phát triển và đầu tư cho hệ thống giáo dục với các chương trình học chuẩn quốc tế và được nhiều nước áp dụng. Với mong muốn ngày càng nhiều trẻ em Việt Nam được tiếp cận với các chương trình giáo dục chuẩn quốc tế, hệ thống giáo dục trẻ em CityMart là đơn vị đầu tiên đưa vào chương trình giáo dục mầm non Maple của Canada về Việt Nam. Nhân buổi lễ tốt nghiệp của các bạn học sinh đang theo học tại trường mầm non quốc tế Canada Maple, chúng tôi đã có một số ghi nhận sau. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đây là những hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ tốt nghiệp của các em học sinh đang theo học tại trường mầm non quốc tế Canada Maple Bear. Nhìn những cô bé, cậu bé súng xính trong chiếc áo thụng, mũ cân đai khiến chúng tôi và các bậc phụ huynh không khỏi thú vị xen lẫn xúc động. Chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2010, trường mầm non quốc tế Canada Maple Bear thuộc tổ chức giáo dục toàn cầu Maple Bear. Tại Việt Nam, trường mầm non Maple Bear đã có mặt ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trường đã có 3 cơ sở tại quận 1, quận 11 và quận Gò Vấp. Trong những năm vừa qua, hệ thống trường mầm non quốc tế Maple Bear tại Việt Nam đã đạt được những kết quả đào tạo khả quan với số lượng học sinh theo học tăng lên từng ngày. Và nhiều lứa học sinh tốt nghiệp đang tiếp tục theo học tại các trường tiểu học quốc tế cũng như môi trường tại nước ngoài. Tại tổ chức giáo dục Maple Bear toàn cầu, chúng tôi tin tưởng rằng không có gì quan trọng hơn sự nghiệp giáo dục trẻ em. Maple Bear luôn lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng môi trường học an toàn và yêu thương nhằm chuẩn bị hành trang để các em thành công ở cấp học cao hơn và trang bị cho bé một niềm đam mê để học tập suốt đời. Bằng việc áp dụng phương pháp học tập mang tên phương pháp tốt nhất của quốc gia Canada, trẻ sẽ được học trong môi trường an toàn và yêu thương, giáo viên sẽ làm việc với trái tim và sự nhiệt huyết.
Trường mầm non quốc tế Maplebear được sử dụng chương trình giáo dục mầm non tiên tiến được xây dựng bởi các chuyên gia giáo dục Canada. Theo đó, chương trình xây dựng một nền tảng vững chắc về mọi khía cạnh phát triển của trẻ trong độ tuổi mầm non bao gồm trí tuệ, sáng tạo, tình cảm, xã hội và thể chất, cũng như cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc học tập hiệu quả hơn. Nền tảng của chương trình đào tạo của trường Maplebear được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sư phạm sau. Sử dụng giáo trình và phương pháp tích hợp, các môn học không bị rời rạc mà bổ sung cho nhau trong các chủ điểm. Bằng cách này, những khái niệm mới được giảng dạy thông qua các hoạt động đã được hoạch định sẵn cho từng nhóm nhỏ hoặc cho toàn lớp. Giáo viên tại trường Maplebear xem xét đến từng đặc điểm và nhịp độ ở mỗi trẻ trong độ tuổi mầm non. Với những hoạt động diễn ra tại các trung tâm học tập, trẻ được tạo cơ hội tự khám phá thế giới của riêng mình một cách thực tế, theo nhịp độ và khả năng của từng trẻ. Và phương pháp này cho phép giáo viên quan sát từng trẻ một. Hơn hết là chương trình chúng ta có những cái góc học tập trong mỗi một cái chủ điểm học để giúp cho các con có thể là khám phá và trải nghiệm nhiều hơn. Và việc học hoàn toàn nó không có phải là căng thẳng mà đưa các kiến thức vào qua những cái góc vui chơi trong mỗi một cái chủ điểm học. Và các con tự lựa chọn cái góc học tập nào, nghệ thuật hay là âm nhạc hay là vận động hay là kịch nghệ để các con trải nghiệm cái chủ đề học ngày hôm đó. Đối với hệ thống Maplebear quốc tế cũng như Maplebear tại Việt Nam, tiêu chí tôn trọng sự tự do của trẻ luôn được đặt lên hàng đầu. Trong mỗi hoạt động, khi hướng dẫn trẻ, giáo viên luôn khuyến khích trẻ thể hiện sự độc lập, khác biệt, không gò ép trẻ đi theo lối mòn. Ngoài ra, với phương pháp Immersion, nhúng ngôn ngữ, Maplebear không chỉ đơn thuần giảng dạy một ngôn ngữ thứ hai, mà đội ngũ giáo viên còn dạy cho trẻ cách học và tư duy linh hoạt bằng cả hai ngôn ngữ. Maplebear thì nó nổi tiếng từ có cái nền giáo dục rất tốt, từ cái nền giáo dục hiện đại tiên tiến từ Canada. Thì vì vậy bản thân bé lúc trước thì cũng khá là nhút nhát, thì mà mình thấy lấy được cái danh tiếng của trường và cái môi trường giáo dục của trường rất là tốt, thì mình sẽ cho con vào học, và qua thời gian học thì mình cảm thấy con rất tiến bộ rất là tốt và cái khả năng ngoại ngữ cũng rất là giỏi. Chứng kiến con lớn lên, trưởng thành 3 năm ở trường Maplebear, thấy con lớn lên từng ngày, với lại có vẻ là năng động, hoạt bát, nói vốn tiếng Anh cũng giỏi hơn. Ngày đầu bé vô thì bé rất là nhút nhát, nhưng mà bây giờ bé đã mạnh dạn giao tiếp hơn, nên là anh chị và gia đình rất là vui khi đến điều buổi tốt nghiệp của bé ngày hôm nay. Tại trường Maplebear, lớp học tập trung hỗ trợ trẻ trong việc đạt được tất cả các kỹ năng toán học và ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi ở từng giai đoạn phát triển của trẻ. Phát triển kỹ năng giao tiếp ở trẻ là một ưu tiên hàng đầu tại trường mầm non Canada Maplebear. Tôi là Matthew, trưởng bộ phận đào tạo giáo viên tại Maplebear. Tôi rất vui khi được là một trong những giáo viên tham gia giảng dạy các bé tại đây. Giảng dạy luôn là niềm đam mê của tôi, và làm việc với trẻ nhỏ ở Maplebear đem lại cho tôi nhiều bất ngờ thú vị mỗi ngày. Với phương pháp giáo dục, chương trình đào tạo từ hệ thống Maplebear toàn cầu, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên quốc tế và giáo viên Việt Nam chuyên nghiệp, bằng cấp chuyên môn cao, luôn hết lòng và thương yêu trẻ. Maplebear Việt Nam đã, đang và luôn mang đến cho trẻ môi trường giáo dục an toàn, tin tưởng, giàu yêu thương và niềm đam mê học tập suốt đời. Và trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị cùng điểm qua các thông tin chính đã phát sóng trong buổi tối ngày hôm nay. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2017, cả nước có hơn 50.000 doanh nghiệp thành lập mới. Tính trung bình cứ mỗi ngày trôi qua, Việt Nam lại có thêm gần 340 doanh nghiệp. Các ngành lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký trong 5 tháng đầu năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục đào tạo, y tế và dịch vụ du lịch. Theo số liệu báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm nay, chỉ số phát triển công nghiệp của thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng ổn định. Duy có lĩnh vực chế biến, tinh lương thực, thực phẩm và đồ uống có mức tăng trưởng giảm hơn một nửa so với cùng kỳ, mà nguyên nhân chủ yếu là do sản xuất bia giảm sút. Quân đội chính phủ Philippines vừa tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát 80% lãnh thổ thành phố Marawi. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn lo sợ khi tiếng súng chưa dứt. Cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Philippines và phiến quân khủng bố Abu Sayyaf và Mote đã khiến hàng ngàn người dân Philippines phải sơ tán khỏi Marawi. Ước tính có gần 100 người thiệt mạng, trong đó có thường dân. Hôm 29 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Versailles. Đây là cuộc hội kiến đầu tiên giữa đôi bên kể từ khi ông Macron nhậm chức. Trong buổi họp báo chung, ông Macron không ngại thẳng thắn chỉ trích những cơ quan thông tấn của Nga như RT và Sputnik đã có những thông tin sai lệch về chiến dịch tranh cử của ông. Tuy nhiên, ông vẫn ôn hòa khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Nga trong công cuộc chống khủng bố. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối ngày 30 tháng 5 trên kênh FBNC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.